Câu đầu tiên thì em nghĩ là thời gian mà em chuẩn bị để hoàn thành cái box set này chỉ có một tháng thôi, để trước một tháng đó là em sẽ phải làm xong tất cả mọi thứ để cho anh Đại có thời gian để in cái box set này. Và đến cái ngày cuối cùng mà bọn em chuẩn bị, tức là final tất cả cái file để làm, thì thực sự là lúc đấy Tuyến mới ngồi có thể hoàn chỉnh tất cả cái lyrics ở trong cái bài hát ở trong này. Cho nên thực sự là bọn em còn có rất là nhiều những bọn em muốn làm để cho cái box set này, thì bọn em chưa kịp để có thể hoàn thành được. Chính vì thế nên là bọn em có checklist ở trên Facebook của em, là bọn em giới thiệu từng ca khúc một và ghi ra những cái câu chuyện của từng ca khúc một trong cái chiến dịch mà bắt đầu bọn em kick off, là bọn em đã làm việc đấy rồi, để cho các bạn fan cũng như là mọi người mà quan tâm em có thể coi và thấy được là từng những cái ca khúc ở trong đấy là bọn em giới thiệu, là bọn em inspire từ bộ phim nào. Dạ, mấy cả bản quyền từ khi mình hình cái này xong rồi mình đưa mấy cái phim để giải cứu cho nó, còn là vấn đề liên quan đến bản quyền hay không, và những khi sử dụng tên người ta thì nó cũng là một cái vấn đề mà để cũng phải cân nhắc. Cho nên là những cái chuyện đấy thì để an toàn nhất là em sẽ ghi ở trên những cái trang mạng xã hội của em, để mà mọi người có thể hiểu được những cái bài hát của em viết ra từ đâu, inspire như thế nào, và nó lại không có nghĩa là bản quyền liên quan đến những cái chuyện đấy. Và về câu thứ hai mà anh hỏi thì thật ra em với Tuyền khi mà làm việc với nhau đều có những cái sự thoải mái nhất định, và đối với em luôn có niềm tin vào Tuyền. Em nghĩ là một người dám làm và một người dám hát. Tuyền dám viết thì em sẽ dám hát, tại vì với em thì trong album lần này em không có đặt nặng cho Tuyền là Tuyền phải viết gì hết. Chỉ là Tuyền, em nghĩ Tuyền là một người mà rất là hay một cái là bạn ấy có thể viết nhạc được, và bạn ấy có thể nghĩ ra content được cho từng cái ca khúc hoặc là album mà mình muốn làm. Chúng ta sẽ có cái content này nha chị, rồi sau đấy thì bọn em sẽ cùng nhau ngồi xuống để khai thác về cái content đấy, chúng ta sẽ làm cái gì ở trong này lần lượt. Và với em và Tuyền thì giống như mọi người hay hỏi là có phải bọn em đang xây dựng một cái hình ảnh, là một cái cặp đôi, một cặp bài trùng với song song hay này kia không? Thì hôm qua bọn em cũng vừa trả lời câu đấy xong, là bọn em từ trước đến giờ bọn em chưa bao giờ có một cái quy chuẩn ngay từ đầu là chúng ta sẽ phải đi cùng nhau hay chúng ta sẽ phải là cặp bài trùng, mà đơn giản nó chỉ là một cái duyên thôi. Và khi cái duyên đấy vẫn còn với nhau và bọn em vẫn còn yêu thương nhau thì bọn em sẽ vẫn tiếp tục đi cùng với nhau. Khi bọn em vẫn còn niềm tin và yêu thương nhau thì em nghĩ là cái việc áp lực nó không quá quan trọng với cả em Tuyền, tại vì áp lực thì tạo kim cương, em nghĩ là như vậy. Thật ra thì trong mỗi một ca khúc khi mà phát hành thì em nghĩ là nghệ sĩ nào cũng sẽ có cái KPI nhất định dành cho cái ca khúc đó, và ai cũng muốn là sẽ hoàn thành, coi là làm được hết công suất cho cái ca khúc đấy là có thể viral được nhất. Với bọn em thì thực sự cho đến tính đến thời điểm mà ngồi đây tại đây nghe họp báo, bọn em chưa có một cái plan nào cho một ca khúc nào nhất định ở trong cái album Minh Tinh này để sẽ trở thành một main single tiếp theo của em, để của em ra MV. Nó sẽ tùy thuộc vào lượng stream nhạc của ca khúc đó ở trên các nền tảng nhạc số, và sau đấy thì bọn em sẽ lựa chọn một trong những ca khúc đấy để có thể quay MV. Còn nếu mà từ giờ đến cuối năm mà em về phút được nhiều tiền thì em sẽ quay MV hết tất cả các bài trong album này luôn ạ. Chắc là về câu hỏi đầu tiên thì là chị lần này trong dự án album Minh Tinh thì chắc là cũng không phải là lần đầu tiên mà những người mà cộng tác cùng nghệ sĩ là giống như kiểu Tui Mi hay là Cam hay là Negev thì không quá xa lạ. Chị em thì đều là những người mà bạn bè ở ngoài. Với Negev thì là lần thứ hai, tại vì là mọi người cũng đã quá quen với các khúc Hương rồi. Và trong dự án album lần này thì muốn mời Negev lại một lần nữa quay trở lại, cũng như là đồng sáng tác chung là Negev viết cái phần rap của các khúc Cơ Mơ Rào. Tui Mi thì bọn chị đã có một cái lỡ hẹn với nhau ở một cái dự án trước, và bây giờ thì có một ca khúc hợp hơn, không thể hợp với ai khác ngoài Tui Mi, và mọi người có thể về nghe tối nay ca khúc Bay Cùng Bay. Còn với Cam thì là một sự cộng tác chị nghĩ là thú vị, tại vì chị chưa bao giờ chị nghĩ là sẽ mời một nữ nghệ sĩ vào album của mình để mà viết lời ấy. Nhưng mà mọi người có thể thấy khả năng viết lời tiếng Anh của Cam rất là tuyệt vời, một trong nữ nghệ sĩ chắc là giỏi tiếng Anh nhất. Cho nên là khi mà bạn cộng tác cùng với Cam mà viết lời, đồng viết lời cùng với cả Tuyền thì bọn chị rất là yên tâm. Thì chị nghĩ là vừa nãy hỏi có mất thời gian không thì quá là mất thời gian luôn. Bởi vì là các bạn đều có những cái lịch trình mà rất là dày đặc để mà hẹn nhau đi thu âm rồi ngồi xuống chung cùng với nhau, đó là một cái điều mà rất là khó. Chị có thể đi thu cùng chung với Negev thôi. Còn với Tumi thì bạn có cái lịch trình nước ngoài nữa, nên là cái phần của Tumi thì Tumi thu riêng và bọn chị master sau đó. Sau nhưng mà vô hình dung thì hai cái giọng nó rất là quyện với nhau. Tối nay về mọi người vẫn định hẹn.
Còn về phần biết lời của em, Martini. À, thật ra thì vui vẻ mà. Thật ra thì Martini có thể coi nó giống như là phần tiếp theo của bài Hương của bạn. Hương. Tức là kể cả là những cái câu chuyện là có thể là những khi mà chúng ta lớn thì chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ nó sâu hơn, thì chúng ta sẽ dễ hình dung với những câu chuyện nó xa hơn, nhưng mà ở những cái độ tuổi thấp hơn thì nó sẽ hình dung với câu chuyện Martini là đến chơi nhà rồi kiểu ngồi chơi game này kia cái thứ với nhau rồi nói chung là mình nghĩ là cái vấn đề là nó nằm ở suy nghĩ và quan điểm của mỗi người. Ví dụ như là mình nghe một bài hát mình có những cái suy nghĩ nó sâu xa hơn, hay là mình nghe một bài hát mình hiểu nghĩa nó ít hơn, thì đó là thuộc về cái việc mà mọi người nghe một bài hát và mọi người suy nghĩ xa xa hơn nó sẽ như thế nào. Như là thực ra thì bài Hương thì lúc mà ra bài Hương thì cũng có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều xoay quanh cái công việc là Bùi Hương em nồng say một chút Martini hoặc chụp một chút Amani ấy. Nhưng mà cho đến khi mà cái bài hát đó được lan tỏa ra nhiều hơn thì mọi người sẽ hiểu được rồi, là nó chỉ là hai người đi đến quán cùng nhau thôi. Và tôi nghĩ là không chỉ ở Việt Nam, bây giờ ở Việt Nam cũng có rất là nhiều những nghệ sĩ ra những cái ca khúc nó mang cái hơi hướng nó kiểu nó hơi sexy một tí, và kể cả là ở nước ngoài những cái nhóm nhạc K-pop hay là kể cả là US UK cũng đều sẽ có những cái ca khúc như thế, và hầu như là chỉ ngắn nhẹ 18 cộng khi những ca khúc trong đó nó xuất hiện những cái từ ngữ, những cái từ bị censor hay là những cái từ ngữ cấm thôi. Còn lại thì mọi người cũng thấy là những cái bài hát của Ariana Grande như là Doja, hầu như những cái bài có từ cấm thì mới bị censor khi mà lên sóng truyền hình, còn khi mà phát hành thì họ vẫn sẽ có những cái bản clean version để mà cho những cái bài hát đó. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề lay biết thì nó nằm ở cái việc mọi người bị sâu như thế nào thôi. Còn bản thân tình cũng đã cố gắng làm như thế nào để mà cái bài hát này, cái phần lay biết nó nằm trong cái mức độ có thể gọi là chấp nhận được, và nó nằm ở cái việc là mình chỉ tưởng tượng ra câu chuyện hai người đến nhà chơi và có thể ngồi ăn, ngồi chơi game, những cái thứ đó nhau thôi.